bà xã mất nay 6 năm bà đột quỵ, phần đất lên 4 công, chú Dạ. chia cho đứa con, nó lấy còn lại phần của chú chết thì người đó là người Được hưởng ha. Dạ. Lời nói đầu tiên, Cảnh mến chào quý khán giả thân yêu đã đến với kênh Hữu Cảnh Kết Nối. Thì hôm nay Cảnh có nhận được số điện thoại của chú Tư Thắng có nhờ Cảnh tìm cho chú một nửa mảnh ghép yêu thương. Thì giờ đây mong cô chú và khán giả gần xa trong nước và ngoài nước để theo Cảnh để nghe chú tâm sự ha. Dạ, con chào chú ha. Dạ chú, trước tiên chú giới thiệu với khán giả chú tên gì và chú năm nay được bao nhiêu tuổi, rồi chú cho khán giả một lời chúc tốt đẹp nhất ha chú. Tôi xin chào quý khán giả. Tôi tên Lê Văn Thắng, 65 tuổi, Dạ. quê ở Thái Sơn, Tiền Giang. Rồi chú Tư à, tình trạng hôn nhân của chú rồi thì sao á chú Tư? Bà xã mất nay 6 năm, bà đột quỵ. Bà xã mất Con 6 thì năm cũng nay à, chú con à, chú nói chú sinh năm mấy chứ? chú sinh năm năm 60. Chú sinh năm 60 thì năm nay chú Đúng rồi, mới mới có 64 tuổi thôi. sáu năm 59. Mà chú sinh năm mấy mà chú không nhớ hả? Nhớ sang năm 59 vì hồi đó đi bộ đội về giấy Không tờ không, mà sai tớ rồi. bảo là chú tuổi gì á, chú tuổi con gì? Dạ. Chú Tuổi Tức hả? Chú tuổi Tức hay gì chú? Dạ, tại sao mà con hỏi chỉ có tuổi của chú thôi mà chú phải suy nghĩ, cái này đâu có gì quan trọng đâu. vì hồi đi bộ đội về thay đổi giấy tờ, hồi đi bộ đội người về với Không hồi cái không, khai sinh cái thay tuổi, giấy cái tuổi sanh đẻ của mình cùng cái giấy tờ, cái chuyện của giấy tờ, nhiều khi có những cái chị em với những cô người ta đòi hỏi cái tuổi thật của mình để người ta tờ biết à, cái tuổi của chú với cái tuổi người ta có kỵ nhau hay không thôi, còn cái tuổi giấy tờ đâu có quan trọng. Rồi chú hiện tại giờ chú Tư được mấy người con? bốn người trai. 4 người con trai. À năm nay à, được bao nhiêu tuổi hết rồi chú? Thằng lớn bây giờ năm nay đó 36, còn thằng kế là 30, 34, thằng 30. Hai thằng có gia đình, thằng ở Hải Phòng, thằng thì ở Sài Gòn. Còn Dạ. hai thằng còn thằng Hải Phòng, còn thằng ở đang đi làm công ty. Chú Tư cho con biết hiện tại công việc của chú và chú ngành nghề Chú lời chờ bộ đội nghỉ có thương binh, rồi giờ trồng vườn, trồng bưởi. chú trồng vườn ha, giờ chú trồng được mấy công vườn? Ở đây là được 4 con bưởi. 4 công bưởi. Chú có màng ruộng không? Không không, làm vườn Thái Sơn làm vườn không ạ. Như vậy thì thu nhập của chú ổn không á chú Tư? Cháu là có lương nhà nước À ngôi nhà nước của chú là 1 tháng là chú được bao nhiêu? 3 triệu mấy. Rồi với mình thu nhập tiền mình bằng vườn nữa ha. Thì sống khỏe không có gì hết, kinh Dạ. tế ổn định. Bây giờ Con cái giờ nó ở Sài Gòn nó làm để nó dư sống, còn thằng Hải Phòng nó cũng dư sống. Hai chồng nó, hai chồng trai Úc rồi, nó dạy, thằng chồng ấy làm công nghệ ô tô, còn vợ dạy học xuống Đức, còn thằng ở ngoài Hải Phòng thì nó cũng làm bên điện tử, nó rồi vợ cũng đi cái nhà của chú hiện tại giờ đang ở là chú sống chung với ai? sống mình hả? À con cái của chú là đi mằng xa hết rồi ha. Trước khi chú Tư đến với chương trình của con á, chú có thông qua với con của chú không? Nó ở xa không, nó cũng động viên ba, giờ ba lớn rồi ba muốn làm gì làm, thì cuộc sống bao giờ tụi con đâu có gì lo cho ba được, thì Dạ. không dâu nào cũng về được, không có nào lo được cho ba. Nhà giờ ba tự lực ba làm sao ba làm, chứ tụi con đâu có về được, ở xa hết Dạ. còn đi làm con đâu có về được. Như vậy là con của chú Tư cũng ủng hộ chú ha, ủng hộ và kêu chú bước thêm bước nữa ha chú. Dạ. Rồi chú muốn à, con nhờ nhờ con tìm cho chú một người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu? Thì tại tấm cũng phải từ 55 trở lên tới 62, cái nhỏ quá chú không chịu. Dạ, nhỏ quá chú không chịu ha, nằm tới 62 ha.
Tại sao mà bây giờ về cũng nghĩ tuổi già thôi chứ giờ đâu cần cái gì nữa. Dạ, chú theo quan điểm của chú à, chú tìm được một người nào thích hợp thì chú về bên người ta sống hay là người đó về bên sơ chú sống? Về bên chú. Dạ tỷ là người đó thương chú quá nhưng mà người ta không có thể đi về bên chú mà người ta kêu chú về bên người ta thì chú nghĩ sao? Thì đi qua đi lại với chú không bỏ giường được, ở nhà có mình mà không phải về đốt nhang cho bà xã, đốt nhang đèn rồi cũng bỏ được, phải đi tới lui được. Dạ. Thì ở trên kênh của con cũng có một số người 50 mấy, 56, 57 gì hoặc 60 cũng có đó. Chú thấy có cái cô Hòa gì ở Tiền Giang ấy. Dạ, cái cô đó thì hình như là 59 tuổi. 59, 60. Tuổi giấy là 59, còn tuổi thật của cô là 60 tuổi. Cô ở Tiền Giang á, bà già mới mất, cũng già mất rồi, bà già mới mất ngày 5 năm. Chú Tư có kỵ tuổi không? Có kỵ người đó tuổi này không ha? Đâu chị tuổi gì, em vô là có đường nhịn nhau mà sống thôi chứ. Dạ tỷ, bây giờ cái cô Hòa đó mà không có thích hợp với chú thì người khác xin số của chú rồi chú vẫn chấp nhận đúng không? Cho số liệu mình là truy tìm hiểu mà được thì. Chú Tư có kỵ người dùng miền không? Không, không cũng kỵ gì, chú bạn bè rồi thôi, chú ở bộ đội dân miền Bắc thiếu gì, rồi chú cũng có quen với bà ở ngoài Bình Phước, dân miền Bắc, bà ở ngoài miền Bắc, bà ở nhưng mà bà giờ bà cũng mắc luôn vui, bà 62 tuổi nhưng mà bà già lắm, chú cũng chịu, bà giờ có 5 cái mẫu cao su mà. Bây giờ con hỏi chú, con hỏi chú Tư ha, bây giờ cái người mà chú muốn đến với một người nào đó thì cái người đó về ở với chú thì tất nhiên mình phải làm một cái tờ giấy kết hôn rồi đúng không chú? Đúng rồi, đương nhiên phải làm giấy kết hôn chứ. Dạ, để cho người ta có một cái danh phận ha. Rồi sau cái giờ, sau cái tờ giấy kết hôn đó, sau cái tờ giấy kết hôn đó thì chú Tư sẽ làm một cái tờ di chúc. Tại vì cái người đó đã về sống với chú Tư nè, mà trong khi đó chú Tư có con riêng, thì sau này ở chú Tư có mất sớm hơn người đó thì cái người đó cũng còn được một cái phần nho nhỏ nào đó. Hay cái tờ di chúc, cái tờ di chúc này nè, phần đất này là 400, chú dạ. Chia cho đứa con, nó lấy còn lại phần của chú. Chú chết thì người đó là được hưởng ha. Dạ, rồi ok chú. Thì nãy giờ mà chị em nào mà cô gì nào mà có xem mà nghe chú tâm sự đó thì cứ yên tâm về cái khoản này. Tại vì có một số người ta cũng ngại, người ta ngại mà về bên chồng thì có con riêng á, sau này giả tỷ không may mắn mà người chồng đó nó mất sớm hơn mình thì nhắm con người ta có cho người ta ở ở đó hay không, hay là người ta ra đi hai bàn tay trắng mà trong khi đó mình đã về sống bao nhiêu năm chờ, mình cũng động chân tay, mình cũng phụ giúp cho gia đình, nó cũng một số vốn nào đó, mà tự nhiên bây giờ cho tôi phải đuổi tôi ra ngoài khỏi nhà, người ta cũng mà một cái vấn đề đó, người ta cũng suy nghĩ đó. Đúng rồi, mình các nhà con chúng ta đứa nào cũng có ăn học, nó không có, nó không dạ nhưng mà đứa này đứa nào ăn học cho nên thì cháu ấy. Dạ cái chú hồi đó cũng là cô giáo, chú nói mấy tiếng giờ cho con ha. Chú à, cả chú hồi đó mà cô giáo, con chú giờ dâu. Dạ. Nó ăn học đến tối nó cũng phải biết cái chuyện, biết chuyện, biết điều, biết phải quấy, chứ không phải giống gì mà. Dạ. Bây giờ cho con hỏi chú à, chiều cao với cân nặng của chú được bao nhiêu? Chú 53 kg, chiều cao thước 65, mét 65. Dạ, chú từ trước đến giờ chú có bệnh nền gì không? Không, hoàn toàn sức khỏe tốt. Dạ, sức khỏe chú hiện tại giờ rất tốt ha. Rồi chú làm vườn với chú giờ gãy phân xịt thuốc rồi chú làm mình không. Dạ. Vậy thôi bây giờ 50 kg giúp còn giác nổi mà chú là thì sáng chú phải tập thể dục. Dạ thôi bây giờ con xin tóm tắt câu chuyện gì nè. Chú Tư Thắng, bữa nãy chú nói chú quê ở đâu? Tiền Giang, Trả Thế Sơn, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Rồi bây giờ chú Tư Thắng quê ở Tiền Giang, năm nay chú Tư được 64 tuổi, thì 65 tuổi, thì tình cờ xem video của Cảnh, thấy số điện mới nhờ Cảnh tìm cho chú một nửa mảnh ghép yêu thương. Thì nãy giờ cô chú nào mà có xem qua video này mà cảm thấy có đồng cảm với chú thì cứ mạnh dạn liên hệ cho Cảnh ha, Cảnh sẽ kết nối hai người gặp nhau. Và chú còn điều gì mà chú gửi đến khán giả nữa không? Chúc coi như là
đồ mạng xa gần sức khỏe, bây giờ ai mà thấy có tình tôi thích thì bây giờ chúng tôi không thôi để liên hệ và kèm kéo nhau thời gian biết được. Rồi chú Tư Thắng có cho phép con đăng hình ảnh của chú lên mạng xã hội không? Cho. Dạ, sau này con của chú hoặc bản thân của chú không có quyền kêu con phải gỡ video này xuống ha. Đúng không chú? Đúng rồi. Dạ, rồi Cảnh cũng xin chúc cho quý khán giả gần xa trong nước và ngoài nước gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Và con cũng xin chúc chú Tư sớm tìm được ý chung nhân của mình ha. Cảm ơn nha. Dạ, rồi chú cháu mình chào khán giả ha chú. Rồi con chào chú.